Bạn có biết vì sao mỗi lần gội đầu, tóc lại rụng cả nắm? Cẩn thận nhé, vì đó có thể là dấu hiệu của rụng tóc giai đoạn nghỉ ngơi. Đừng bỏ lỡ, cùng tôi khám phá ngay. Hãy tưởng tượng mái tóc của chúng ta giống như một khu vườn, nơi những sợi tóc không ngừng phát triển và thay thế. Nhưng khi mắc phải tình trạng rụng tóc giai đoạn nghỉ ngơi, nhiều sợi tóc lại đột ngột, nghỉ phép, cùng lúc, khiến tóc rụng nhiều hơn bình thường. Hiện tượng này còn được gọi là telogen effluvium. Trước tiên, tôi sẽ giải thích về ba giai đoạn chính mà tóc của chúng ta phải trải qua nhé. Giai đoạn anagen, tăng trưởng, đây là thời kỳ tóc phát triển mạnh mẽ, kéo dài từ 2 đến 6 năm. Giai đoạn catagen, chuyển tiếp, giai đoạn này chỉ kéo dài 1, 2 tuần, khi tóc bắt đầu ngừng phát triển. Giai đoạn telogen, nghỉ ngơi, đây là thời điểm tóc nghỉ ngơi trong 2, 3 tháng trước khi rụng và nhường chỗ cho sợi tóc mới. Vậy tại sao tóc của chúng ta lại rụng nhiều bất thường như vậy? Có rất nhiều nguyên nhân khiến tóc chuyển từ giai đoạn anagen sang telogen một cách đột ngột. Đầu tiên là những thay đổi bên trong cơ thể, chẳng hạn như thay đổi nội tiết sau khi sinh em bé hoặc khi bạn ngừng sử dụng thuốc tránh thai. Căng thẳng tâm lý, các cú sốc tinh thần hoặc căng thẳng kéo dài cũng có thể khiến tóc yếu và rụng nhiều. Bệnh lý nặng, chẳng hạn như hồi phục sau sốt cao, nhiễm trùng hoặc phẫu thuật lớn. Không chỉ vậy, dinh dưỡng và thuốc cũng có ảnh hưởng lớn đến mái tóc của bạn. Thiếu hụt chất dinh dưỡng như sắt, kẽm hoặc vitamin D. Tác dụng phụ của thuốc, thuốc chống trầm cảm, thuốc huyết áp và một số loại thuốc tránh thai đều có thể gây rụng tóc. Điều quan trọng là rụng tóc giai đoạn nghỉ ngơi sẽ không khiến tóc bạn rụng thành từng mảng như những bệnh lý khác. Tóc sẽ rụng đều trên toàn bộ da đầu và bạn sẽ nhận thấy tóc thưa dần khi gội đầu hoặc vuốt tóc nhẹ. Nhưng đừng quá lo, vì tình trạng này thường không gây hói hoàn toàn và cũng không đi kèm với các triệu chứng như ngứa hay đau da đầu. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về tình trạng tóc rụng của tôi, bạn nên tìm đến bác sĩ để được kiểm tra. Có một số phương pháp thường được sử dụng, hair pull test, bác sĩ sẽ kéo nhẹ một nhúm tóc để đánh giá mức độ rụng. Xét nghiệm máu, để kiểm tra xem bạn có bị thiếu vi chất hay gặp vấn đề nội tiết nào không. Vậy làm thế nào để đối phó với tình trạng này? Trước tiên, bạn cần xác định và giải quyết nguyên nhân gốc rễ, điều chỉnh chế độ ăn uống và bổ sung những vi chất cần thiết như sắt, kẽm, biotin và vitamin D. Nếu nguyên nhân đến từ stress, hãy thử những phương pháp thư giãn như yoga, thiền hoặc đơn giản là nghỉ ngơi nhiều hơn. Bạn cũng nên chăm sóc tóc nhẹ nhàng hơn bằng cách hạn chế sử dụng các công cụ nhiệt và tránh các hóa chất mạnh trên tóc. Trong một số trường hợp đặc biệt, bác sĩ có thể khuyên bạn sử dụng minoxidil để kích thích tóc mọc trở lại nhanh hơn. Điều đáng mừng là tình trạng rụng tóc giai đoạn nghỉ ngơi thường tự phục hồi sau khoảng 3-6 tháng khi tóc quay lại giai đoạn tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân như căng thẳng hoặc bệnh lý kéo dài, tình trạng này có thể kéo dài lâu hơn và cần sự kiên nhẫn. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải tình trạng tóc rụng, đừng quá lo lắng nhé. Hãy bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, chăm sóc bản thân đúng cách và kiên nhẫn chờ tóc phục hồi. Nếu cần, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của bác sĩ để được hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn bạn đã xem video đến đây. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của tôi. Và đừng quên để lại bình luận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay chia sẻ nào về tình trạng rụng tóc nhé. Chúc bạn sớm lấy lại mái tóc khỏe đẹp và đầy sức sống.